Truyền hình Việt Đức VTV xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự ngày 15 tháng 1 năm 2021 của chúng tôi hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trước hết, xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện trực tuyến giữa nhà báo Huy Thắng với một bệnh nhân chỉ vừa trải qua quá trình điều trị COVID-19. Ngày 21 vẫn đi mở cửa quán, vẫn bán hàng bình thường. Không có vấn đề gì, không có biểu hiện gì là mệt mỏi hay cái gì hết. Xong rồi tự nhiên đêm ngày 21 là anh ấy bị sốt xong bắt đầu là buổi sáng đấy là không đi làm được luôn, nghỉ luôn. Mà sốt nhưng mà nó sốt nó rất là mệt, nó không phải sốt nha, theo kiểu giống như là bình thường, cảm cúm bình thường, anh hiểu không? Nó rất là mệt. Xong bắt đầu là đến ngày 24 thì là em với cả chồng em là đi test. Chồng em đi test thì đi test xong thì ngày 27 ấy, thì bắt đầu là có kết quả là chồng em bị, hiểu không? Em đến ngày 24 em test là em vẫn negative. Thế nhưng mà đến đúng ngày 28 thì bắt đầu là em bắt đầu em mệt mỏi, xong bắt đầu ngày 29 thì bắt đầu em sốt. Sốt mà cứ trên 38 độ, nhưng mà bắt đầu sốt là bắt đầu em không ngửi thấy mùi gì nữa hết, mà trong cái đó mũi em thì không có tắc gì cả. Không có tắc gì cả, là em không ngửi đến mùi. Mới cả ăn á, thì là nó không muốn cho ăn một tí nào hết. Ăn hay là uống nước nó không muốn cho uống, kiểu tức là cái cơ thể của mình giống như là nó không muốn cho mình ăn cái gì cả, bởi vì nó khó chịu lắm. Mới cả đầu nó đau mà nó khó chịu, người nó mệt kinh khủng, nó mệt lắm. Em khỏe lắm, em bình thường là em khỏe cực kỳ luôn, nhưng mà cuối cùng là cái hôm đấy là em mệt, em mệt mỏi mà em không muốn cái gì hết. Người nó kiểu nó làm cho mình khó chịu, buồn bực. Thế là bắt đầu đến ngày 29 là như thế, trong ngày 30 là vẫn cứ sốt như thế, cứ trên 38 độ. Xong đến bắt đầu đến đúng ngày 31 á, thì là bắt đầu em toàn trên 39 độ thôi. Mà đầu nó vẫn cứ đau, mà người nó cứ lâng, nó cứ kiểu gì, nó khó tả, nó cứ giống như nó hành hạ người mình ấy. Nó giống như nó hành hạ người mình ấy. Xong bắt đầu là ngày đến ngày 31 thì bắt đầu em sốt, bắt đầu 39 độ trở lên. Mà sốt 39 độ mà em uống thuốc nhiều khi cả tiếng đồng hồ nó vẫn chưa hạ. Đến ngày mùng 1 đó thì em không thể chịu được nữa, kiểu em càng ngày nó càng mệt hẳn lên ấy. Là em gọi đến tối hôm mùng 1 đó là em gọi nốt áp. Nốt áp nó đến là nó vẫn cứ khuyên em là ở nhà. Nó bảo em rằng là kiểu ở nhà tự ấy đấy, tự khắc phục đấy, bởi vì vào viện thì bây giờ kiểu như là viện nó cũng phôi, mà nhiều khi không biết là mình ở chỗ nào ấy đấy, nhiều khi không biết là mình được nằm ở chỗ nào các thứ. Thế xong bắt đầu là nó cứ bảo em là ở nhà, xong rồi nó bảo rằng là chắc chắn là em sẽ, tức là em bị 3 ngày, gần 4 ngày rồi. Thì bắt đầu là chắc chắn em sẽ bị thêm tầm khoảng 2 ngày nữa là cực kỳ mệt nữa. Thế nhưng mà em không chịu ở nhà, nên là em bảo nó chở em vào viện. Thế là nó mới liên lạc được ở trong viện, là kiểu xem cái viện nào nó trống đấy. Thì là bắt đầu nó đưa em đến. Thế nào nó đưa em đến thì vào đúng cái viện mà cũng ở gần nhà thôi, nhưng mà nó dành riêng cho corona. Nó dành riêng cho corona. Xong rồi vào đấy thì bắt đầu nó mới bảo em rằng là em vẫn còn đang negative, thì là nó cho em ở một mình một phòng. Nó lấy thét luôn, nó lấy máu, rồi nó lấy thét ở trong họng ấy, để nó thét corona đấy, và nó lấy khám nghiệm máu mấy cái thứ, mấy ống máu luôn. 2 ngày hôm sau để em mới bảo là có kết quả, thì là lúc đấy là em positive rồi. Đấy, lúc đấy là em positive rồi, thì bắt đầu là nó, nhưng mà ngày nào lúc nào em cũng sốt, cứ hạ xong bắt đầu là nó truyền paracetamol nước ấy. Nó cứ truyền paracetamol nước, rồi nó không cho một cái gì hết đấy. Nó chỉ cho truyền khi nào sốt cao lên, đo liên tục một ngày không biết bao lần, xong bắt đầu là nó truyền paracetamol nước vào cho em, cứ để cho hạ sốt. Vào trực tiếp, nó truyền vào máu chứ nó không cho uống. Đấy. Thế xong đến lúc mà đến lúc mà 2 ngày sau, là tức là ngày mùng 3 đấy, là em có kết quả là em positive, thì bắt đầu lúc đấy là nó chuyển em sang ở cùng với một cái bà già 90 tuổi cũng bị corona. Đó, nó chỉ truyền paracetamol thôi.
khi nào sốt nó truyền áp, xong đến trong vòng em bị 6 ngày lặng nhất là sốt, nhưng mà đến ngày đúng 6 ngày lặng và đến bắt đầu đến ngày thứ 7 là em không sốt nữa. Em không sốt nữa thì bắt đầu lúc đấy nó truyền em toàn kháng sinh rồi. Nó chụp phổi chứ, nó chụp phổi cho em, bắt đầu vào nó chụp phổi cho em. Xong bắt đầu nó ngày nào nó cũng lấy 3 đến 4 ống máu. Nó xét nghiệm tất cả các loại trong trong mấy cái ống máu đấy, là nó cứ xét nghiệm mỗi một thứ một loại trong cái cơ thể của em để em sống xem có bệnh nền bệnh liệt cái gì không. Thì bắt đầu là nó ra là em có hơi có máu đường đấy, là em bị máu đường, em bị máu đường mà trong 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 máu có đường. Thế là bắt đầu ngày nào nó cũng tiêm cho em cái insulin và một ngày là em truyền bốn ống cái kháng sinh loại mạnh ấy. Nó tiêm nó truyền cái đấy đúng 5 ngày. Nó truyền kháng sinh cho em đúng 5 ngày. Đúng 5 ngày mà mỗi một ngày 4 ống như thế. 4 lọ như thế. Xong bắt đầu là nó cái ngày ngày hôm chủ nhật vừa rồi đấy này, nó chụp phổi em. Nó chụp phổi em thì nó thấy là phổi em kiểu như là cũng bét sờ hơn một tí rồi đấy. Đấy, thì nó thấy của em bét sờ rồi thì bắt đầu là nó cho em thứ hai em đi về. Nó đưa cho em một cái ống nhựa là kiểu giống như là mình cứ hít hít vào xong bắt đầu mà mình cho mồm vào mình hít cái đấy vào một tiếng, nó bảo một tiếng là mình hít 10 lần. Cái đem về nhà cứ một tiếng là mình hít 10 lần giống như gọi là tập thở đấy nha. Nó gọi đấy là mình tập thở đấy. Đấy, cái thời gian mà em ở trong viện đó là cái thời gian mà em lặng đấy là trong vòng tầm khoảng chục ngày đấy anh ạ. Tầm khoảng 9 ngày đấy là em mệt lắm, em không nói chuyện được như này đâu. Bây giờ em nói chuyện được với anh như này chứ còn em trước em không nói chuyện được luôn, em chỉ cần nói vài hôm là em ho rồi em khó thở các thứ các kiểu luôn. Mà em mệt luôn, mệt lắm thành người mình á. Cách đây vài hôm là em mồm em vẫn bị khô lắm. Khô theo kiểu giống như khô từ trong 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 họng trong trong người mình ra á, chứ nó không phải là họ theo kiểu khô theo kiểu khô mồm mà nó khô theo kiểu từ nó đẩy từ trong phổi ra á. Đấy, nó khô lắm. Đêm ngủ á là cũng như là một nửa khoảng 1-2 tiếng sau là em đã khô hết cả trong cái mồm rồi, trong cái họng rồi. Nhưng mà anh ạ, may hôm đấy là em vào viện anh ạ. Nếu em không vào viện, em thề với anh, nếu em không vào viện em còn không biết như thế nào, bởi vì cái phổi của em nhá, đến lúc mà em vào viện anh ạ, là em hít vào không được mà anh, em hít vào không được. Này em ơi, đấy, người ta bảo là khi mà bị corona vào phổi là hít vào nó giống như con lưỡi dao cứa vào trong cuống họng và phổi, có đúng không? Đúng rồi, hít vào không được luôn, phải ho bục ra một phát luôn. Tức là mình hít sâu vào là không được. Tức là không thể hít được vào trong cái người của mình, cái hơi của mình không hít được vào. Đến bây giờ nhá, đến bây giờ là em cười á, nếu vì em cười to quá là em cười giống như bình thường á thì là em là vẫn bị ho bục ra đấy. Tức là cái phổi nó vào trực tiếp phổi anh ạ. Nó làm hỏng cái phổi của mình. Thì cho nên là tránh thì cố mà tránh thôi, tại vì nếu mà thực sự nhá, nếu mà thực sự đã bị ấy, là cái phổi của sau này của mình cũng ảnh hưởng. Vâng ạ. Thay mặt ban truyền hình Việt Đức, chúng tôi xin cảm ơn sự chia sẻ của bệnh nhân COVID-19. Và qua đây chúng tôi hy vọng là cộng đồng của chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Bản tin do nhà báo Huy Thắng thực hiện, nói trước mạch.